Phở lổ lên nhờ. Máu nhỉ? Vào đấy là bị cấm đúng không? Cấm đấy hả? Vào đấy bị cấm đấy. Ừ, khá này cấm. Đấy. Giờ chưa đến giờ đâu, tí nữa đến giờ là đấy. Bắt đầu đến giờ rồi đấy. Chắc 12 giờ đấy. Xin chúc mừng năm mới nha, cả nhà. Quay điện thoại và nói như là trực tiếp. Ôi, pháo này mới này. Đây là pháo quốc phòng mới. Yeah, đẹp thế nhỉ. Ấy, pháo phòng mới này, đẹp chưa? Ấy, pháo phòng mới đẹp quá. Ở đâu ấy? Có lỗ. Quá đẹp. Tuyệt vời vị ơi. Toàn quốc phòng hết rồi. Ấy. Cái này đẹp quá. Ôi trời, mang cả loa này làm gì. Ơi. Được. Trung Quốc. À, phụ. Có phụ cái phòng. Cái này để ngoài đường. Để dưới đường. Chúc mừng năm mới quý vị. Chúc vị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, là công thành nhân đại. Bọn ấy không sợ nhỉ? Những người ấy không sợ nhỉ? Tầm cao luôn đấy nhỉ? Tầm cao mà. Đây là pháo tầm cao. Kỳ lạ những cái pháo đấy quay nhỉ? Không rõ nhá. Nó toàn bị nhẹ. Gần hết rồi đấy. Bầu không khí rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chúc mừng năm mới 2024 Giáp Thìn. Ôi, tưởng hết rồi giờ mới lại đổ tiếp. Cái kiểu nó đợi nhau để bắn đấy nhỉ. Đấy, giờ lại lên một loạt. Như kiểu nó đợi nhau bắn đấy. Hôm nay không khí ấm cúng.
thiêng liêng đón Tết thay mặt lãnh đạo đảng quốc tế trân trọng đánh giá cao. Úi giời, giao thừa là thời điểm sâu lắng để chúng ta suy ngẫm về những điều đã qua, nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người, mỗi gia đình và xa mờ quá. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại